Luật bảo vệ môi trường đến nay đã được sửa đổi và thông qua 4 lần để phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường qua từng giai đoạn. Và mới nhất là Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Để thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện hiệu quả luật này, mới đây Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật bảo vệ môi trường 2020. Luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này có sự thay đổi mạnh mẽ trong quản lý môi trường, đó là giấy phép môi trường. Theo đó, các loại giấy phép môi trường sẽ được tích hợp thành một loại nhằm giảm thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất, rõ trách nhiệm cũng như tuân thủ những nguyên tắc về một cơ quan chịu trách nhiệm chính. Mặt khác, quy định cũng đảm bảo tiếp cận tổng hợp về việc cấp giấy phép xả thải môi trường. Bên cạnh đó, các thủ tục đăng ký môi trường, giảm thiểu tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, kiểm toán môi trường, giúp kiểm soát được nguồn thải, chất thải của các doanh nghiệp, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn thông thường, đặc biệt là vấn đề kinh tế tuần hoàn, cơ sở có trách nhiệm thiết lập hệ thống ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, phân phối. Qua đó nhằm giảm thiểu khai thác nguyên vật liệu, hạn chế chất thải phát sinh, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường để hướng tới nền kinh tế xanh, sạch, nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.